mảng cầu sim ghép trên góc bình bát, bón phân cân đối, quản lý dịch hại theo hướng IBM, tạo ra nhiều sản phẩm mới lạ như trà, mứt, rượu từ trái mảng cầu sim là những giải pháp thông minh của nhà vườn tỉnh Hậu Giang đã giúp đưa cây mảng cầu sim từ một cây trồng chủ yếu được chọn để xen canh, tạo thêm thu nhập phụ, vươn lên trở thành cây trồng chính, mang về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng một năm cho nhà vườn. Xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, thưa bà con, tại tỉnh Hậu Giang, cây mảng cầu sim từ một cây trồng chủ yếu được chọn để xen canh, tạo thêm thu nhập phụ, đã vươn lên trở thành cây trồng chính, mang về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng một năm cho nhà vườn. Không chỉ vậy, nhà vườn nơi đây còn sáng tạo, chế biến ra nhiều sản phẩm giá trị như trà từ trái mảng cầu sim. Và đây cũng là nội dung mà chương trình ngày hôm nay muốn giới thiệu đến quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Trong tập quán canh tác, tại đồng bằng sông Cửu Long và nhiều vùng miền trên cả nước, cây mảng cầu sim chưa bao giờ được người nông dân chú ý, xếp vào loại cây trồng chính cần quan tâm chăm sóc. Có chăng chỉ là giống cây để trồng xen trong vườn lấy quả ăn hay thỉnh thoảng bán kiếm thêm thu nhập. Ấy thế mà, khi điều kiện khí hậu dần thay đổi, khắc nghiệt hơn, thì tại những vùng đất trũng phèn, cây mảng cầu sim lại tỏ ra thích hợp hơn, giúp mang lại giá trị kinh tế cao cho nhà vườn. Và cứ thế, từ vị trí cây trồng xen canh cho thu nhập phụ, cây mảng cầu sim đã vươn lên trở thành cây trồng chính mang về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng một năm cho bà con ở những vùng đất khó. Trong đó, tại Hậu Giang, cây mảng cầu sim đã hình thành một vùng chuyên canh lớn với diện tích hàng trăm hecta. Cũng như cái vùng đất này hồi đó là như đất phèn mà chủ yếu là làm ruộng. Làm ruộng thì thu nhập một năm một công là chỉ có 5-6 triệu là cao. Nhưng từ khi mà chuyển đổi cho mảng cầu thì lợi nhuận nó cao hơn. À, nói chung một công mảng cầu là có thể mình một năm mình có thể kiếm 20 triệu. Là cái năng suất nó cỡ đó so thu nhập ruộng thì nó cao hơn, nhưng mà về cái kỹ thuật thì đòi hỏi phải cao hơn bằng ruộng. Thứ nhất là mình phải chọn giống, thứ nhất là giống nó phải đạt, cây nó phải khỏe, thứ hai nữa là phân bón mình phải dùng đúng cách, thứ ba nữa là mình chăm sóc, là mỗi một đợt qua đợt trái gì đó mình phải bón phân rồi tỉa tàn tạo tán cho cây năng suất, cho cây nó khỏe, rằng nó sẽ có năng suất cao hơn. Chọn trồng giống mảng cầu sim ghép gốc bình bát chính là lợi thế của vùng chuyên canh mảng cầu sim của xã Tân Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Bởi theo nhà vườn nơi đây, gốc bình bát giúp cây mảng cầu sim tăng khả năng chịu phèn lẫn tình trạng nhiễm mặn cho năng suất cao. Nói chung cây gốc bình bát là cái lợi thế của vùng đất này. Tại vì ở vùng đất này là đất phèn, đất phân. Cây bình bát nó chịu phèn rất là hay. Bởi vì nếu mà ghép vô cây bình bát thì cái độ cái sức sống nó mạnh và nó cho năng suất là cao hơn các loại cây khác, như dạng như mảng cầu Thái hoặc là mảng cầu ghép như mua dùng ngoài lại thì trồng nó không đạt, thậm chí nó trồng lớn mà nó không có trái bằng cầu ghép bát. Việc tưới nước tiết kiệm, đắp mô chân gốc, nhất là vào mùa khô, kết hợp bón phân cân đối để rễ cây mảng cầu phát triển là một trong những kỹ thuật được nhà vườn nơi đây rất chú trọng, vì giúp cây đạt năng suất vụ sau cao hơn vụ trước. Cái phần mà đắp mô đó làm vô chân gốc nữa, mình cho cái rễ nó phát triển, rồi mình bón phân lót vô rồi mình vô chân gốc nó rễ phát triển, rồi mình cho cái năng suất cái vụ sau nó sẽ cao hơn vụ trước. Theo nhà vườn, mỗi cây mảng cầu lúc còn nhỏ trung bình cho 30 trái, bình quân mỗi trái đạt 2 kg. Khi cây đạt 4 đến 5 tuổi sẽ đạt từ 80 đến 100 kg mỗi trái trên một cây. Hiện nay tùy theo thời điểm mà giá bán mảng cầu dao động trên dưới 10.000 đồng 1 kg. Để cây mảng cầu đạt hiệu quả cao, bà con chọn trồng bảo đảm khoảng cách là 4m x 4m. Thứ nhất là mình bón phân cân đối, thứ hai nữa là mình nếu như dặn cái hạn mặn thì mình có bờ bao đó, mình bao mình ấy lại rồi mình tưới nước cho nó đều đặn, dặn mình cũng phải tiết kiệm nước. Dù như tới hạn mặn thì mình bao bao cái bờ bao mình lại.
và mình tưới cho nó đều đặn và phải dặn như mình tạo cái trái cho nó vừa phải, chứ không phải cho trái nhiều quá thì áp lực cái lên cây nó nặng thì nó sẽ si cây. Hầu hết nhà vườn đều nắm rõ kỹ thuật làm trái nghịch vụ, nên cây mãng cầu cho trái quanh năm với giá bán cao. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả thì kỹ thuật thụ phấn phải đúng, đồng thời không nên để cây mang nhiều trái nhằm tránh bị kiệt sức cho cây. Khi là trái của mình là như dặn như cỡ 90% hoặc là như mình thu hoạch cỡ 90% trở lên là mình bắt đầu mình cắt tàn rồi mình đắp gốc vô chân đó. Cho nó cái rễ nó phát triển mạnh, mình tạo cái tàn mới, mình cho cái trái mà nó có sản lượng cho nó đạt cao hơn. Một trong những kinh nghiệm để cây mãng cầu cho năng suất của nhà vườn Hậu Giang chính là sau mỗi đợt trái phải rửa phèn cho vườn bằng cách rải vôi lân cho đất xốp. Sau đó là bón phân và tạo tán để cây lại sức cho trái được sau. Theo các nhà khoa học, với cách làm trên để cây mãng cầu cho năng suất cao bền vững, bà con chú ý thêm sau khi tỉa cành tạo tán, bón đủ cơ số các loại phân hữu cơ. Nếu nền đất bị chua, pH dưới 5,5 thì xử lý đất bằng vôi nung và khử trùng bằng nấm Trichoderma. Sau đó sử dụng phân NPK 16-16-16 cộng PE để bón, liều bón khoảng là 150-200g mỗi cây, mỗi tháng bón một lần. Trong phân NPK 16-16-16 cộng PE, chất đạm xuất xứ từ hai nguồn, nguồn từ NO3 và nguồn khác là từ NH4. Nguồn đạm từ NO3 rất thích hợp khi bón trên loại đất không ngập nước, cây dễ sử dụng và hiệu quả sử dụng cao hơn. Với cách làm này thì việc chăm sóc vườn cây mãng cầu sim sẽ vừa tiện lợi, đơn giản, vừa cho năng suất cao vượt trội và bền vững. Nỗi lo lớn nhất của nhà vườn trồng mãng cầu sim là sợ kích thích ra trái nhiều sẽ suy kiệt cây. Việc áp dụng đồng bộ các giải pháp hạ phèn kết hợp bón phân cân đối giúp cây mãng cầu sim sinh trưởng tốt cho năng suất cao bền vững. Thứ nhất là mình phải qua đợt trái mình phải rửa phèn, mình gãi vôi, mình gãi lân cho cái đất nó xốp, rồi sau đó mình dục phân, mình tạo tàn cho cái cây nó đủ cái mà sức nặng nó cung trái đợt sau này thì mình cho trái nó rất đạt. Hiện nay, nhà vườn tỉnh Hậu Giang hầu hết đều áp dụng quy trình trồng theo hướng hữu cơ. Nhà vườn sử dụng kỹ thuật bao trái để hạn chế sâu hại, đảm bảo chất lượng quả. Thế kỹ thuật bao trái nói chung là áp dụng thì rất là tốt. Tại vì bao trái lúc đầu thì hạn chế được sâu bệnh. Thứ hai nữa là cho cái trái nó đẹp. Và thứ ba là bán được giá và cái lợi nhuận nó cao hơn. Cũng như là mình thấy cái dịch hại nó tấn công nhiều quá, mình ví dụ như mình... nông dân mình tìm tòi ra những cái mới á, rồi mới phát hiện ra cái bao trái này, rồi áp dụng vô đặng mình thu lợi nhuận cao. Ngoài ra, với mong muốn mở rộng đầu ra cho quả mãng cầu sim Hậu Giang, nhà vườn nơi đây đã tìm cách chế biến mãng cầu sim thành trà, mứt thay vì chỉ bán quả tươi như thông thường. Nói chung là cái mà vừa bán trái mà lại vừa bán trà thì cái lợi nhuận nó cao hơn. Ví dụ như mình bán trái một ký có thể là 10.000, nhưng mình sao mà thu qua cái sản phẩm trà, cái lợi nhuận cái trái nó sẽ cao hơn 15 hoặc là 20.000 một ký. Thì nếu so như vậy thì cái lợi nhuận nó cao thì kinh tế bà con thì cũng phải phát triển. Đó giờ mình ở đây thì cũng dùng đất phèn mặn, trước đó thì cũng như ở đây giờ chỉ có một vài người, một vài hộ để trồng cây mãng cầu thôi. Nhưng mà đó giờ ở đây thì đất phèn thì thấy như là mình ruộng thì một năm hai vụ đó cũng đã không có đạt, lúa năm có năm không. Cho nên từ đó thì lúc đó mới nghĩ ra tới là giờ cái cây mãng cầu thì nó đã chịu được vượt dùng đất phèn. Đó thì đầu chị em mới ngồi nghĩ ra là giờ mình đã trồng thử sau này mình mới nhân rộng ra. Chứ hai nữa một cái là cái trái mãng cầu thì trong cái trái mãng cầu nó cũng phải có cái tắc, nó không đã trị bừa được bệnh cái sức khỏe gì cho cái con người của mình. Chứ hai nữa thì em cũng muốn nâng cao cái thu nhập và nâng cao cái giá trị của cái trái, cái loại trái cây mà nó đã chịu được, nó dùng đất phèn mặn mình. Thì đó ra thì cũng một vài năm trước thì tụi em mới bắt đầu làm ra mình cái sản phẩm mới đầu trái thôi. Trái thôi sau này mình thấy mình làm trà uống nó cũng rất được, rồi từ đó sau mình mới chia, mình mới ngồi nghĩ lại là thôi giờ mình nếu mà cái trái thì mình cũng đã tận dụng, nhưng mà mình cũng tránh được cái cảnh mà nó không ế hàng vào chợ. Cũng như nó chín một lần mà nếu nó đồng loạt đó thì mình đưa ra ngoài không được thì cái trái nó sẽ bị chín, nó bị hư. Cho nên tụi em mới nghĩ ra thôi giờ mình tìm cách khác, là mình cũng phải kiếm thu nhập thêm, là mình làm trà với mứt. Ở đây tụi em cũng phải làm mứt mãng cầu và rượu mãng cầu nữa. Dạ.
Cho nên từ đó em mới phát sinh ra là mình sẽ làm trà. Làm trà thì từ đó mới đầu thì em cũng làm ít thôi. Rồi sau này em mới làm ra được, thấy nó có hiệu quả. Nó cũng có thể là thu nhập với kinh tế của mình cho nhiều đó. Cho nên tụi em mới nghĩ ra là mình sẽ làm thêm cái trà và mứt. So với trái tươi thì hiện giá bán trà mãng cầu xiêm dao động từ 400 đến 500 ngàn đồng một kg và mang về nguồn lợi gấp đôi cho nhà vườn. Cái trái của mình là nó từ hồi nhỏ cho tới chín là nó 10%. Nhưng mà nếu năm em bẻ 5% là em sẽ bẻ. Cái trái nó vừa già vừa thẳng ra là chị sẽ bẻ. Dạ, bẻ ra thì lúc đó là cái trái của mình ở trong nó có cái hậu ngọt. Còn nếu mình bẻ hơi, nó hơi cái trong nó hơi quá thì nó đã có cái độ bột đó, thì nó có bột là cái trái mãng cầu, cái trà nó sẽ bị chua. Mình phơi cái cọng nó không thẳng là đem vô mình làm nó không được đạt. Trái mãng cầu mình bẻ vô xong thì mình sẽ đem ra mình dêm vô bồn nước mình rửa. Rửa xong mình mới bào hết cái vỏ xanh đó. Vỏ xanh đó xong cái mình mới sắc miếng xuống. Nhưng mà nó cực lắm chơi, tại vì mỗi lần mình sắc được một miếng, hai miếng thì nó đã có hột. Mình phải khử. Khử ra xong mình sắc gọi cho nó mình quay mình sắc lát. Ha. Sắc lát rồi xong thì tụi em mới tập trung đem ra vàng đang phơi. Phơi xong mà nếu trời nắng như nắng này thì chơi chỉ phơi một nắng là vô chị mình mới sấy được. Còn nếu mà như tháng kia thì mình phơi hai ba nắng, mà nếu phơi hai ba nắng không được thì mình để bỏ. Cho nên đó là tụi em sấy như vậy là đem vô, nếu trận nắng thì mình đem cho mình sấy. Sấy có khoảng là mình sấy bếp ga là thủ công, là mình sấy có khoảng là nếu có chảo của mình có 1,5 kg là mình sấy có khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Xong rồi xa ra thì em phải sàng lọc lại, em lấy những cái cọng suông, cọng nguyên. Còn nát thì em bỏ. Rồi xong đó là em mới trực tiếp là vô gói, vô lon. Theo như mình làm thì 10 kg mãng cầu tươi nó mới được ra vô thành phẩm là 1 kg mãng cầu trà. Nhưng mà mãng cầu tươi hiện nay thì nó bình quân thì nó chỉ có 10.000 một ký là mãng cầu trái tươi đó ha. Còn đưa vô làm trà thì làm ra thì mình ở đây là ra là 400.000 một ký. Hiện nay tại những vùng đất khó nhiễm phèn của tỉnh Hậu Giang, cây mãng cầu đóng vai trò quan trọng giúp nhiều bà con vươn lên khá giả. Bên cạnh trái tươi thì những sản phẩm mới lạ như là mứt, trà được chế biến từ mãng cầu xiêm đã giúp tăng giá trị thương phẩm cho trái mãng cầu xiêm Hậu Giang, đồng thời mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho nhà vườn nơi đây. Quý vị và bà con thân mến, theo các nhà khoa học thì giá trị dinh dưỡng từ trái mãng cầu xiêm rất cao, tiềm năng kinh tế từ cây trồng này cũng còn rất cao. Và để nâng cao giá trị thương phẩm cho trái mãng cầu xiêm cũng như giúp cây trồng này phát triển bền vững, quá trình canh tác, bà con cần phải chú ý hơn nữa về việc áp dụng các giải pháp canh tác theo hướng hữu cơ sinh học, đồng thời tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm sẽ đóng vai trò quyết định mang lại giá trị kinh tế cao cho nhà vườn. Cây mãng cầu xiêm với kỹ thuật canh tác bền vững, giá trị kinh tế cao cùng nhiều sản phẩm phong phú và đầu ra ổn định đã giúp định hình vùng chuyên canh mãng cầu xiêm của tỉnh Hậu Giang. Dự báo mùa khô năm 2019, thời tiết diễn biến phức tạp, tình hình khô hạn khắc nghiệt, do đó để cây mãng cầu xiêm trồng thâm canh thích ứng được biến đổi khí hậu thì các ngành chức năng cũng lưu ý bà con cần theo dõi dự báo thời tiết, kết hợp chế độ chăm sóc bón phân hợp lý và áp dụng hệ thống tưới phun tiết kiệm nước trên vườn cây để gia tăng hiệu quả canh tác. Đối với cái mô hình mãng cầu xiêm hay gọi là mãng cầu gai thì đối với địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng đang từng bước phát triển, thì tập trung ở cái vùng là huyện Long Mỹ, quận Hiệp, thì hai cái vùng này là vùng tương đối phèn và có thể là nhiễm mặn do biến đổi khí hậu. Thì đối với cái mãng cầu xiêm này mình trồng trên gốc Bình Bác thì nó chịu được cái điều kiện phèn và mặn, thì cũng phát huy lợi thế cái vùng đất đó. Thì trong thời gian vừa qua thì trung tâm hướng nông cũng có xây dựng một số mô hình để mà giúp cho cái trái mãng cầu nó mang tính chất lượng, như là hỗ trợ cái phân hữu cơ với phân lân nung chảy, thì hai cái loại phân này cũng giúp cho cái phẩm chất trái nó đạt yêu cầu hơn. Thì bên cạnh đó, ngoài cái sản phẩm bán trái, bà con nông dân cũng từ cái sản phẩm trái mãng cầu người ta cũng sản xuất ra cái trà mãng cầu. Thì hiện bây giờ thì một số hợp tác xã cũng đã chú trọng đến và cái quảng bá cái sản phẩm đến bà con nông dân thì bây giờ cũng đã được nhân rộng, và trong thời gian tới thì tỉnh cũng tiếp tục phát huy cái lợi thế này để mà giúp cho bà con nông dân sản xuất có hiệu quả hơn. Trong năm 2019 và thời gian tới, chúng tôi cũng hướng cho bà con và cũng tiếp tục
sử dụng các cái sản phẩm phân, chủ yếu là cái phân lân cho cái cây nó sinh trưởng và phát triển tốt, bên cạnh đó nâng cao cái phẩm chất trái lên. Thì trong thời gian tới ngành khuyến nông cũng hướng vào cái sản phẩm đó. Còn bên cạnh đó thì đối với tình trạng sâu bệnh thì chúng ta cũng nên lưu ý là khi mà sử dụng cái những loại thuốc thì ưu tiên những cái loại thuốc có nguồn gốc sinh học để cho cái sản phẩm chúng ta không bị ảnh hưởng cái tồn dư cái thuốc bảo vệ thực vật trong cái trái. Đối với cái giống thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta phải ghép gốc Quỳnh Bác, tại vì cái điều kiện chúng ta là mặn và phèn. Do đó cái ghép gốc Quỳnh Bác thì nó sẽ giúp cho sự chịu đựng được trên cái vùng đất này. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái nguồn giống mà từ hạt thì khả năng chống chịu trên điều kiện vùng đất này nó sẽ kém. Thưa quý vị, thưa bà con, những tư vấn của chuyên gia cũng khép lại chương trình Canh tác thông minh tuần này. Để chương trình ngày càng hay hơn, sát với tình hình thực tế sản xuất của bà con trên cả nước, ban cố vấn, ban biên tập chương trình rất mong sẽ tiếp tục nhận được những đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới, cách làm hay, có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc tổng đài 1900 1773. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi, và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Thời điểm hạn mặn xảy ra gây ảnh hưởng lớn đến việc canh tác lúa của bà con đồng bằng sông Cửu Long thì cũng chính là lúc giống chanh không hạt trở thành lựa chọn ưu tiên trong việc chuyển đổi hiệu quả của nhà nông tỉnh Hậu Giang. Với cách trồng theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap, bón phân cân đối, trồng hoa trong vườn để dẫn dụ thiên địch, phòng trừ sâu bệnh hại, đã giúp nâng cao giá trị thương phẩm cho trái chanh không hạt, mang về lợi nhuận cao hàng trăm triệu đồng cho bà con nơi đây. Nội dung chi tiết sẽ có trong chuyên mục Canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2019 trong khung giờ quen thuộc 17:15 đến 17:35.